Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tự mua bản quyền của phần mềm Filmora 12 với mã giảm giá 20% nhé. Còn nếu bạn nào mà không muốn tự mua ấy, bạn nào không có thẻ tín dụng, không có phương thức thanh toán online thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả, Zalo giải quyết của mình ấy, mình có hỗ trợ mua hộ các bạn nhé. Ok. Video này sẽ rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên là mình muốn hướng dẫn với các bạn để các bạn biết, các bạn dễ làm. Không thì lúc mà các bạn mua ấy thì nó lại kiểu mua thêm mấy cái gói linh tinh ấy, các bạn phải trả thêm tiền, rất là mệt. Nhân tiện, các bạn thấy cái áo này đẹp không? Vợ mình mới mua cho một lô 4-5 cái áo hoodie giá 100k để quay video. Ok, trước tiên là mình sẽ lên cái trang chủ của Filmora để mình xem cái bản quyền nó cho các bạn xem nhé. Trang chủ của Filmora là filmora.wondershare.com nhé các bạn nhé. Sau các bạn nhấn vào nút Buy Now này. Đó, nó sẽ ra cái bảng giá. Đây là các cái bảng giá mà các bạn cần tham khảo. Thứ nhất là Individual là dành cho cá nhân nhé. Team và Business tức là nếu mà bạn có đội hoặc là công ty thì bạn có thể chọn cái này, Team và Business. Cái này giá cả nó khác nhau nhé, nó không giống nhau đâu. Team và Business đây, nó sẽ ra cái hiện ra này. Tức là bạn phải đăng nhập, tức là phải mua cái gói theo năm 155 đô này, cho một user này. Nếu bạn nhiều user, ví dụ 5 user thì bạn sẽ mua là giá 701 đô. Thế còn về giáo dục các thứ thì bạn có thể xem ở đây. Ví dụ bạn là sinh viên hoặc thầy cô ấy thì các bạn có thể đăng ký cái account Student Beam của Wondershare. Tuy nhiên đấy, đa số người dùng sẽ mua gói này, gói individual tức là gói cá nhân. Cá nhân thì bạn có thể dùng bất kỳ làm cái gì cũng được, dùng làm video YouTube rồi du lịch rồi là các thứ để làm video cho khách hàng thì tùy. Tuy nhiên trong cái cá nhân này nhé, bạn có mấy cái, một là cái gói đăng ký theo tháng hoặc theo năm, month plan hoặc là annual plan là 49.99 đô trên một năm nhé. Bạn có thể dùng mã giảm giá của mình để giảm giá cái này 20%. Và gói này là gói cross platform, tức là gói mà dùng cho nhiều nền tảng, Windows này, Mac OS này, rồi là mobile này, bạn đều dùng được. Thì bạn phải đăng ký cái gói này là 69.99 đô một năm nhé. Các bạn nhớ là một năm nhé. Ngoài ra ấy, đây là cái bản quyền của phần mềm thôi. Còn cái phần mà hiệu ứng các thứ ở đây nó sẽ cho bạn 7 ngày. 7 ngày dùng miễn phí. Sau 7 ngày nó sẽ thu bạn là 20.99 đô nhé. Các bạn chú ý cái này nếu như là các bạn mua. Nhưng mà nói chung là mình khuyên các bạn không nên mua ở đây nhé. Mua ở đây thì sẽ không có cái mã giảm giá của mình. Còn bên này là cái bản quyền trọn đời. Trọn đời cho phiên bản này thôi nhé. Các bạn chú ý là bản quyền cho phiên bản 12 thôi. Còn nếu như nó lên bản 13 là các bạn có thể sẽ phải trả phí upgrade. Còn cập nhật trong phiên bản thì ok. Cái này dành cho Windows này. Cho Mac OS thì cũng như thế thôi. Giá là 79.99 đô. Và trong này ấy, bao giờ nó cũng kèm theo cái này này. Cái gói hiệu ứng là 20.99 đô. Còn nếu như mà bạn mua ở đây, chẳng hạn bạn không muốn dùng mã giảm giá của mình, bạn mua ở đây thì bạn nhớ bỏ cái này đi nhé. Không thì nó sẽ tự động trừ tiền bạn ấy, rất là tốn. Và khi bạn mua cái bản quyền này ấy, thì bạn sẽ có tất cả các tính năng của Filmora, bao gồm cả 1 GB gọi là server miễn phí và 30 phút là chuyển đổi giọng nói thành chữ và 5.000 ký tự là chuyển đổi chữ thành giọng nói. Sau khi hết rồi thì lại phải mua thêm. Ok, và để mà mua cái này nhé, 79.99 thì dùng mã giảm giá của mình thì bạn sẽ giảm được 20% và giá nó sẽ chỉ còn là 63.99 thôi, nhưng mà nó còn kèm theo thuế nữa, đâm ra nó là 67.99 đô gì đấy, tương đương với khoảng 1,6 triệu nhé. Bạn mua thì bạn có thể chuyển khoản cho mình 1,6 triệu. Thì để mà mua thì bạn sẽ đi đến cái website gọi là jackydeal.com hoặc là mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả để các bạn xem phần thông tin các thứ. Sau khi đến đây rồi thì bạn xem ở cái phần ngay phần trang chủ luôn. Bởi vì mình đặt luôn ở trang chủ, tức là mình sẽ cập nhật luôn ở trang chủ để cho các bạn dễ xem và cho những cái người khác người ta mua cho dễ. Ở đây bạn chọn này, đây là bản quyền cho Windows này, đây là bản quyền cho Mac OS này, đây là bản quyền 1 năm này, đây là bản quyền 1 năm cho Mac này, đây là bản quyền 1 năm cho Windows. Thì bạn muốn dùng bản quyền cho Windows chẳng hạn thì bạn sẽ cắt cái mã giảm giá này nhé, cắt cái mã giảm giá này. Sau đó là bạn nhấn nút Buy Now nhé. Đây là cái bước bắt buộc bạn phải làm nhé để kích hoạt cái link affiliate của mình nhé. Chứ còn nếu mà bạn có bạn này cắt cái mã giảm giá và bạn quay trở lại cái shop này này, quay trở lại cái shop này, sau bạn ấn Buy Now đây, bạn dán mã ở đây thì nó sẽ không hoạt động nữa nhé.
Ok, sau khi ở phần check out này bạn có thể chọn tiền, tiền đô hay tiền Việt hay gì đấy thì tùy bạn. Ở đây ví dụ mình để tiền Việt nhé, sau bạn nhấn vào nút này. Ở đây nó ghi này, Wondershare Fimora 12 for win, đấy, tức là cho Windows. Bạn nhấn vào nút này, I have a discount coupon, sau đây bạn dán cái mã này vào. Đó, sau bạn nhấn nút này nhé, nút refresh này nhé. Ở đây đang giá giá chưa giảm giá là 1.980.000 nhé. Ở đây trong đây có 5% thuế VAT. Bạn nhấn vào nút refresh này, nó sẽ rơi vào còn 1.580.000 nữa. Đây, 1.584.000. Bước tiếp theo là bạn sẽ nhập tên, họ, địa chỉ, thành phố, quốc gia và email nhé. Tất cả những cái này thì bạn nhập, những cái tên họ này bạn nhập không cần phải chuẩn, nhưng mà cái email này bạn phải chuẩn nhé, tại vì email nó sẽ là cái bản quyền của bạn. Còn nếu như bạn nào mà mua cho công ty chẳng hạn thì bạn nhập chuyển sang công ty, sau cũng tên họ, địa chỉ, rồi tên tên công ty, rồi số điện thoại, phone fax thì không cần, nhưng mà bạn có thể phải nhập email vào, bởi vì là email nó chính là bản quyền của bạn. Sau đó bạn chọn cái phương thức thanh toán, ví dụ ở đây bạn có thể chọn thẻ Visa, hoặc là bạn có thể chọn PayPal, hoặc là chuyển khoản qua ngân hàng. Thường mình sẽ dùng Visa hoặc là PayPal để mình mua. Tiếp theo là bạn sẽ nhấn Continue. Nhấn Continue, sau đó nó sẽ có một cái trang nữa là Confirm hoặc là Place Order nhé, tức là đặt hàng ấy. Thế là xong, là bạn đã mua được cái bản quyền của Fimora, bản quyền chính thức của Fimora 12. Và khi sau khi bạn mua khoảng tầm 3 phút thôi, nó sẽ gửi email cho bạn. Sau khi nó gửi email cho bạn ấy, thì bạn sẽ đặt lại mật khẩu. Mình có video hướng dẫn đặt mật khẩu, nếu bạn nào nhờ mình mua mình sẽ gửi cho bạn cái video đấy. Sau khi bạn có cái bản quyền, bạn sẽ vào đây bạn đăng nhập. Khi bạn đăng nhập vào ấy, tài khoản của bạn nó báo giống như tài khoản của mình này, expire là unlimited nhé. Unlimited tức là không giới hạn, không có giới hạn gì cả, bạn có thể xuất 4K 4 cùng. Ví dụ mình nhấn vào export nhé. Ở phần gọi là resolution ấy, phần kích thước ấy. Ở đây nó có mấy cái vương miện này. Những cái nút vương miện này ấy, là nếu như bạn sử dụng bản miễn phí thì bạn chỉ giới hạn được sử dụng khoảng 3, tức là bản trial ấy, thì bạn chỉ được sử dụng trong vòng 3 ngày thôi. Sau 3 ngày nó sẽ khóa, nó không cho bạn dùng nữa. Ví dụ bạn ở đây bạn có thể xuất 4K export đó, bình thường. Tức là xuất video 4K bình thường, không có giới hạn gì cả. Và tất cả những cái tính năng ở đây nhé, để mình giải thích thêm cho các bạn. Các bạn đừng có đi đến cái trang mua vội. Tức là tất cả cái tính năng ở đây như là motion tracking, animation keyframe, chroma key, tất cả các thứ bạn đều được dùng hết. Tuy nhiên là ở trong phần mềm nhé, bản thân phần mềm nó sẽ có mấy cái mà bạn không dùng được. Ví dụ ở trong phần effect, khi mà ở trong phần effect này nhé, nó sẽ có các cái nút kim cương màu hồng này. Cái nút kim cương màu hồng này chính là cái gói phim stock, bạn phải trả thêm tiền thì bạn mới mua được, mới dùng được nhé. Ví dụ bạn kéo nó xuống đây, đúng không? Bạn tải về, sau nó sẽ báo cho mình là mình đang dùng cái kho phim stock gọi là phải trả tiền. Sau bạn nhấn vào nút purchase này, purchase thì nó sẽ hiện ra cái trang lúc nãy, trang effect và plugin lúc nãy của Fimora đây. Giá là 20.99 đô. Và cái trang này ấy, thì bạn có thể chọn, ví dụ bạn bỏ hết cái plugin là của New Blue với lại Boris FX này đi, hoặc là cái AI Portrait. AI Portrait này nhá, là mấy cái nút kim cương màu da cam này, thì bạn không cần phải mua, tại vì những cái hiệu ứng này ấy, có cái AI Portrait này là nó miễn phí ở trong Fimora 12. Nhưng mà nó trong cái phần effect thì nó có thêm mấy cái kiểu viền cho người các thứ ấy, thì bạn muốn thì bạn mua. Nó giá là 699 đô một tháng, có 7 đô một tháng. Còn nếu như chỉ mua cái này thôi, phim stock standard là tức là cái nút kim cương màu hồng thôi, thì 10 đô một tháng. Bạn có thể chọn mua theo tháng, hoặc là bạn có thể chọn mua theo quý, hoặc là theo năm. Ví dụ bạn chọn ở đây là theo năm, một năm nó sẽ là 95.90 đô. Bạn nhấn vào nút buy now này thì nó sẽ bắt đầu nó thanh toán đến cái phương thức thanh toán cho bạn. Tức là bạn mua bản quyền phần mềm, sau đó bạn có thể mua cái gói hiệu ứng này, mua riêng cũng được, đăng ký riêng. Còn nếu như bạn nào mà lỡ bị nó, tức là lỡ bị nó tính tiền nhé, lỡ bị nó tính tiền cái phần effect and plugin này, thì các bạn hoàn toàn có thể lên các bạn hủy được. Thì muốn hủy ấy, thì các bạn sẽ phải vào cái account của bạn nhé. Vào cái account này, vào cái account center, bạn đi đến cái My Account này, Manage My Account, tức là đi vào cái account của bạn ở trên cái website thì bạn có thể hủy được. Còn nếu như bạn nào không biết hủy, có thể liên hệ với mình sẽ chỉ các bạn hủy. Ok, đấy là làm thế nào để mua bản quyền chính thức của Fimora 12 với mã giảm giá là 20%. Mọi thông tin mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn và giúp các bạn tiết kiệm được một ít tiền. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.